Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Và bây giờ đã được hơn 18.000, gần 19.000 được đăng ký rồi. Rất mong các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bởi vì mặc dù kênh CCTV Vlog là kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang TV, tuy nhiên mới lập được khoảng chưa đầy 3 tuần. Đây là một cái sự ủng hộ rất lớn. Bởi vì ba tôn chỉ của Chang Chang TV thì vẫn từ ngày xưa, tức là đó là sự thật, niềm tin và lan tỏa sự thực tế. Và để sự thật không hề dễ dàng. Như chia sẻ các bác ngày hôm nay thì đây các bác có thể nhìn thấy, đó là biểu tượng chữ V và biểu tượng của ông Phạm Nhật Vượng, là chủ hãng xe VinFast. Ông Phạm Nhật Vượng thì bây giờ đang là tổng giám đốc của VinFast rồi. Cái chức chủ tịch thì dành cho người khác. Tuy nhiên, ông là người sáng lập và giữ cổ phần phần lớn của VinFast. Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng là ông Phạm Nhật Vượng thành công. Nhưng về mặt kinh nghiệm thì tôi cho rằng rất khó. Bởi vì muốn làm gì thì làm. Ở Việt Nam thì thật sự rằng là các bác là có một cái như thế này. Muốn làm gì thì làm. Thì ông, đầu tiên ông phải minh bạch, công khai. Thì ông mới có thể rằng là phát triển được. Còn nếu như ông không minh bạch, công khai thì thật sự là rất khó phát triển. Hôm nay thì tôi có thể nói rằng là với cái tôn chỉ sự thật thì tôi công bố những cái con số có thể nói rằng là gây sốc đối với nhiều người. Thật sự là gây sốc đối với nhiều người. Những người mà cứ mắng tôi rằng là bảo thằng nọ kia vân vân thì tôi sẽ trả lời 3-4 câu hỏi trong cái buổi clip ngày hôm nay. Mong rằng là các bác coi thật kỹ. Nhưng trước tiên chúng ta phải nhìn qua một con số có thể nói rằng là gây sốc. Thông tin này nó không phải là mới bắt đầu mà nó bắt đầu từ ngày hôm qua rồi. Tức là ngày 22 tháng 3, hôm nay là 23 tháng 3. Thì các bác nên nhớ một câu thế này. Doanh thu cả năm 2023 tại Mỹ của VinFast là đạt 159 tỷ đồng. Tôi nhấn mạnh lại. Doanh thu cả năm 2023 tại Mỹ của VinFast là đạt 159 tỷ đồng. Các bác có cần tôi nhấn mạnh lại lần thứ 3 không? Tức là doanh thu cả năm 2023 tại Mỹ của VinFast là đạt 159 tỷ đồng. Một con số vô cùng bé, một con số vô cùng thấp kém. Tất nhiên người ta phải công bố, bởi vì rằng là theo quy định của các thị trường thì sau một thời gian ông phải công bố minh bạch, dần dần lên toàn diện cái tình hình kinh doanh của ông. Và nếu các bác nhớ thì các bác nên nhớ một cái điều thế này. Đó là cái hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Đó là hình ảnh một chiếc tàu mà có thể nói rằng là vé chữ VinFast và cả nghìn con xe VinFast là đang chờ lên cái tàu này. Lô xe hàng đầu tiên là 999 chiếc xe thì thậm chí rằng là được PR một cách rất là, thì nói rằng là rất là mạnh mẽ, rất là tuyệt vời, để mà như là một cái thị trường mà chúng ta có thể là một cái trận thắng nó nắm trong lòng bàn tay, đó là thị trường Mỹ. Và rất nhiều những cái thông tin khác, ví dụ như là xây dựng nhà máy 4 tỷ đô la Mỹ vân vân nào kia. Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy hình hài của cái nhà máy đó tại đâu. Cùng với cả là con số bán tại, là số xe, sản phẩm bán tại thị trường Mỹ hiện nay là bao nhiêu thì gần như là cả mấy năm vừa rồi là gần như là không được cập nhật. Kênh Chang TV thì chỉ mong muốn rằng mọi thứ chúng ta mà muốn phán xét một cách khách quan thì chúng ta phải có số liệu. Thế thì số liệu đâu? Và đến số liệu ngày hôm nay thì thật sự rằng là rất là đáng buồn. Bởi vì doanh thu cả năm trên tờ cà phê thì nói rằng là doanh thu cả năm 2023 tại Mỹ của VinFast nó chỉ đạt rơi cỡ tầm khoảng 159 tỷ đồng. Tức là nó chỉ rơi cỡ tầm khoảng tầm 150 con xe. Chúng ta cứ nói qua như thế thì chúng ta hiểu rằng là 150 con xe. Trong khi đó, nếu mà chúng ta đọc kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện Trong khi đó là doanh thu tại thị trường Việt Nam là đạt 28.000 tỷ. Đó là 28.700 tỷ đồng. Đó. Và Việt Nam thì VinFast đã chiếm tới 97,4 và là 28.000 tỷ. Như vậy thì nhiều người nói rằng là hy vọng một cái sự kỳ vọng là VinFast sẽ tấn công thị trường Mỹ, Hoa Kỳ vân vân và mang đô la lại cho Việt Nam, thì thực tế chúng ta đã đang ngược lại. Chúng ta đang xuất khẩu đô la sang các nước khác. Chúng ta rất vất vả, khó khăn qua từng ngành như là nông nghiệp, rồi là sản xuất, gia công để chúng ta chắt bóp từng đồng đô la cho Việt Nam. Thì hiện nay những đồng đô la đó thì được đưa sang nước ngoài để vào mua trang thiết bị phụ kiện rồi vân vân nọ kia, để rồi từ đó chúng ta thu lại một con số có thể nói là vô cùng nhỏ nhoi. Vô cùng nhỏ nhoi. Và đây là con số rất đáng buồn. Tôi không muốn nói nhiều đến các hình ảnh liên quan tới cây cầu Cổng Vàng, rồi làm một sự hoành tráng để vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Cũng chưa buồn nói một câu hỏi rằng là cái nhà máy tại Mỹ hiện nay nó đang tới đâu rồi? Nhà máy tại Việt Nam thì bao nhiêu % công suất? Nhà máy tại Ấn Độ thì bao giờ là sẽ thành công? Vân vân. Nhưng rõ ràng chúng ta phải hiểu một câu hỏi rằng là có những cái thứ nó không thể nào thuần túy nhờ thương mại, nhờ đầu tư, và nó cần phải một cái yếu tố, nó gọi là yếu tố lịch sử. Lịch sử để mà phát triển. Đây cũng phải là câu chuyện mới tại Việt Nam. Và thực tế thì cũng đã nhiều công ty đã cũng làm việc này rồi. Chúng ta rất trân trọng Phạm Nhật Vượng là dám dấn thân, dám làm. Nhưng câu chuyện nó không chỉ là làm thương hiệu. Câu chuyện nó không chỉ là bán được hàng. Bởi vì cả hai câu chuyện làm thương hiệu bán được hàng thì ông đã thất bại rồi. Bởi vì rằng là đơn giản một câu rằng là thương hiệu, có những cái thương hiệu người ta cần phải đến cả 100 năm để người ta phát triển. Mà 100 năm phát triển thì người ta cần cái sự trải qua xác của rất nhiều các công ty khác. Và đây là cả một cái nền kinh tế, chứ không phải chỉ riêng cá nhân của một công ty nào. Anh có thể có được hàng trăm tỷ, nhưng anh không thể nào anh thành lập và anh làm tại một công ty tại Việt Nam. Là bởi vì anh chưa có những yếu tố nội tại để mà phát triển cái điều đó. Yếu tố lịch sử rất quan trọng. Có những cái ngày hôm nay chúng ta bắt đầu, nhưng tới 200 năm sau mới phát huy cái tiềm năng. Đó. Đây không phải là câu chuyện rằng là mình cứ bỏ tiền ra là mình sẽ thành công. Nó không phải là câu chuyện marketing ở bán hàng. Vẫn là cái câu chuyện lịch sử, công nghệ, vân vân. Cùng là một loại thép, nhưng đến bây giờ Hòa Phát cũng phải thừa nhận rằng là có những loại thép mà Hòa Phát cũng làm được. Không làm được, mặc dù Hòa Phát cũng là công ty sản xuất. Đâu phải cái loại nào cũng làm được đâu. Đó. Và cái câu chuyện về VinFast thật sự chúng ta phải suy nghĩ. Dục tốc bất đạt. Đó, cái câu của Việt Nam người ta nói mãi rồi. Cái vấn đề chúng ta cần phải công khai minh bạch, nhận ra những cái sai lầm của mình và cố gắng sửa chữa những cái sai lầm của mình. 159 tỷ cho năm 2023 là một con số có thể nói rằng là gây sốc. Cực kỳ sốc. Và nó đưa lên báo chí, và thật sự là tôi đo cái view của cái bài báo đó. Tôi cũng phải tự hỏi rằng là có hay chăng có việc kiềm chế cái sự lượng view của cái bài báo này. Và tỷ phú thì có một cái điều rằng là không phải là người ngu. Cho nên chắc chắn người ta làm thì người ta đều có mục đích cụ thể. Câu chuyện về VinFast, câu chuyện về nhiều người nói rằng là thì không có người đi đầu thì làm sao mà có chuyện như VinFast được. Thế nhưng mà nhiều người, hoặc là cái câu chuyện rằng là người ta hay phổ biến nhất, người ta bảo rằng là thì Hàn Quốc, Nhật Bản người ta đã sản xuất ra những cái xe ô tô và người dân của họ là phục vụ. Thế nhưng đâu có bác đâu hiểu rằng là ngày xưa là Mỹ với châu Âu nó sản xuất ô tô, nhưng ô tô họ bán là 10 đồng. Còn Nhật Bản với Hàn Quốc sản xuất ra ô tô, tất nhiên là sản phẩm nó không thể nào bằng được người ta được. Bằng làm sao được? Mình đi sau mà, bằng không bằng được. Nhưng mà Mỹ với châu Âu nó bán 10 đồng thì ông này chỉ bán 2 đồng. 2 đồng thôi. Tức là người ta phổ cập ô tô cho cả Hàn Quốc với Nhật Bản. Thế từ đó là các con xe quốc dân thì nó đều từ các quốc gia đó phát triển trở thành nền công nghiệp. Chúng ta ví dụ nhất là đi đầu ô tô số 1 là đế quốc Anh. Thứ hai là đế quốc Mỹ. Là bắt đầu Henry Ford, bắt đầu là đế quốc Anh là sản xuất ra ô tô để bán rất đắt. Về độc quyền mà. Mỹ thì bắt đầu rằng là mới phát triển là từ cái công nghệ của Henry Ford. Tức là chúng ta gọi rằng là cái chúng ta hay nói rằng là dây chuyền sản xuất đấy, mỗi người làm một công đoạn, ông làm vòi, ông làm ấm ấy, thì từ Henry Ford là làm việc này để bảo giảm cái chi phí sản xuất, thì từ đó là phổ cập được ô tô, thì Henry Ford của Mỹ là người đó. Thế rồi sau đó là bắt đầu là đến cái con xe của Đức Quốc xã, tức là Đức, tức là Volkswagen, con xe bọ rùa, con xe giá rẻ vô cùng và nó phổ cập ô tô đến mọi người nhờ công nghệ sản xuất. Thế rồi sau đó chúng ta mới thấy rằng là Nhật Bản với Toyota, và sau đó là Hàn Quốc với các con xe Kia và con xe DU. Tức là người ta phổ cập con xe đến từng người, tức là người ta cố gắng là mọi người dân đều có quyền có một con xe ô tô. Thì chúng ta mà cứ làm con xe ô tô mà nó ở tầm trung cao cấp cho đến là cao cấp, tức là nó chỉ dành cho giới thượng lưu chứ không phải là giới bình dân, thì chúng ta có cái gì? Đại bộ phận người dân đâu có tiếp cận con xe ô tô. Một con xe ô tô mà cứ khoảng 500-700 sang một con xe thì thật sự các bạn là ai tiếp cận được. Trong khi đó là đáng nhẽ là bình thường thế giới đang bán là 500-700 một con xe, thì mình bán 200 một con xe thôi. Và hiện nay là Trung Quốc đang làm. Có những con xe bây giờ nó khoảng 90 triệu đồng Việt Nam. Tức là người ta phổ cập con xe, thì chúng ta đâu có làm điều đó. Cái vấn đề mấu chốt, người ta cứ bảo rằng là học Mỹ học nhà đi, niềm tin mù quá. Thế nhưng nếu mà niềm tin đó mà không dựa theo giá trị vật chất, tức là con xe đó phải giá rẻ, con xe đó phải phù hợp với đại bộ phận quần chúng, thì người ta lại tặng lờ ý kiến nó đi. Nó giống như là kiểu là Ấn Độ khi mà phổ biến hãng xe Tata, thì Tata nó bán con xe lúc đó chỉ có vài nghìn đô. Mặc dù nó có thể lở, nó có thể không có điều hòa, nó có thể không lên xuống hoặc cái hạ kính, nhưng nó phổ cập ô tô tới mọi người, tức là phổ cập sự an toàn với mọi người. Chúng ta đâu có làm điều đó. Chúng ta có mua một con xe rẻ nhất của VinFast thì nó cũng là tầng lớp trung lưu, chứ không phải là cái tầng lớp bình dân. Thì cái chỗ này người ta đang bị thiếu hụt. Đúng không? Còn rất nhiều câu hỏi khác, ví dụ như là ông đủ tiền đâu mà ông mua. Đó là câu mang tính mạt sát và cái câu mang tính gọi là công kích cá nhân. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó. Và tôi chỉ mong muốn rằng là chúng ta hãy nhìn nhận nghiêm túc về thị trường, về những cái giá trị lịch sử. Bởi vì em cũng muốn học từ bây giờ. Nó giống như bây giờ các bác bây giờ đang muốn học hết cấp 3 đúng không? Thì các bác muốn học một cái bộ học cái bộ của vật lý của tầng lớp tiến sĩ. Thì không phải là các bác đọc xong các bác làm được ngay. Mà các bác phải nghiên cứu ngầm nghĩ, người ta mất 6 năm làm tiến sĩ. Thì các bác cũng phải mất khoảng 3 năm để bác học, để mà hiểu, để mà nắm vững được. Chứ đâu phải các bác ngồi đọc phát cái xong không có ngày. Không có. Chứ đời này không có chuyện đó. Đó là chuyện gọi là chỉ có trong tây du ký. Và Trung Quốc bây giờ không bao giờ nó dùng cái việc đó để nó đi tuyên truyền. Nó bắt đầu ông phải đào sâu suy nghĩ, ông phải đào sới, ông phải đào kia để ông tìm ra cái điểm mới, điểm mạnh. Cho nên cái câu chuyện của VinFast là con số thật sự nó có thể sốc với các bác. Đến cuối cùng tôi nói là một điều này, nó sốc với các bác. 159 con xe bán trong năm 2023, nhưng nó không sốc với tôi, bởi vì tôi dự đoán trước cái đến mấy năm rồi. Và thật sự chúng ta cần cái điều gì? Chúng ta cần sự công khai, minh bạch, giải trình, thân thiện. Tỷ phú hay chính trị gia nó không phải là cái điều gì đặc biệt để mà nó ở mãi trong một cái làn sương mù, mà họ phải hiển thị một cách thực hữu và trả lời những cái hoài nghi của công chúng một cách trực quan, cho công chúng một cái câu trả lời thuyết phục. Thì từ lúc đó người ta mới có được cái niềm tin, và niềm tin đó chắc chắn sẽ bền vững. Còn nếu không thì nó sẽ dựa theo sự giả tạo. Và sự giả tạo nó sẽ không bền vững. Đúng không? Nó như lâu đài trên cát vậy. Nó để sụp đổ bất cứ lúc nào. Cảm ơn tất cả các bác. Rất mong nhận được ý kiến, tranh luận, phản biện của các bác mọi người. Cảm ơn các bác rất nhiều.